xin giới thiệu với mọi người một YouTuber nổi tiếng trên cộng đồng mạng vừa qua, đó là bà Tân Vlog. Bà chào tất cả các cháu nhé. Cái gì thế hả con? Cô không nhìn ra cái gì cả. Khổ đây, cô cầm lại cô. Ôi trời ơi. Bà là sinh năm 67, năm nay là 53 tuổi. Thế cô Vân, cháu Vân sinh năm bao nhiêu? Cháu sinh năm 66. Cháu sinh năm 66. Cháu sinh năm 66. Tức là cháu lớn hơn bà 1 tuổi đấy. Được nút vàng nhanh nhất, kỷ lục nhất đúng không? Vâng. 17 ngày. Cái cô bây giờ là bao nhiêu năm rồi cô vẫn chưa được đây. Chị Vân chưa được à? Chưa. Đằng sau sự nổi tiếng, cô là YouTuber đó nổi tiếng thì cũng nhiều nó cũng nhiều chuyện. Cái hạnh phúc gia đình nó không có như các gia đình bên cạnh. Thôi thì số phận ông trời. Lời đầu tiên thì bà Vân Vlog xin chào quý vị các bạn đã đến với chương trình Mẹ Tuyệt Vời Nhất. Chương trình do VTV9 Đài Truyền Hình Việt Nam phối hợp cùng công ty cổ phần MNT Picture sản xuất. Vừa rồi á, khi mà cái cách giới thiệu của Vân với lại cái bộ đồ chấm bi như vậy, chắc có lẽ là mọi người sẽ đoán ra ngay ngày hôm nay khách mời của chúng ta là ai, đúng không mọi người? Và đó là bà Tân Vlog. Bà chào tất cả các cháu nhé. Bà chào cháu Hồng Vân nhé. Dạ vâng ạ, cháu chào bà. Thế bà ơi, hôm nay bà đi có một mình ư? Không, bà đi mấy con nữa. Ô thế con bà đâu? Con trai ơi. Dạ. Ra đây. Rồi chào con. Ô, trời ơi, đây là một cái mẹt siêu to khổng lồ như vậy. Chắc chắn trong đây sẽ là một món ăn siêu to khổng lồ mà bà Tân đem đến để tặng mọi người. Đây, thôi chúng ta ngồi xuống đây. Người phụ nữ gây bão cộng đồng mạng thời gian qua. Kênh YouTube của bà đạt nút vàng chỉ sau 20 ngày hoạt động. Xác lập kỷ lục Guinness người được nút vàng nhanh nhất Việt Nam. Đó không phải ai khác, chính là bà Tân Vlog. Với câu chào mộc mạc: xin chào tất cả các cháu đã quay trở lại kênh của bà Tân Vlog nha. Những món ăn đặc biệt, cách trò chuyện chân chất thật thà khiến cho người xem vô cùng thích thú. Bà Tân Vlog sẽ xuất hiện trong chương trình Mẹ Tuyệt Vời Nhất. Wow, đây chắc chắn sẽ là một cái món ăn mà nó mang tính hết sức là đặc sản của miền quê đây. À, mọi người cùng đoán với Vân nha. Nhưng mà Vân nghĩ là gà luộc siêu to khổng lồ. Cá viên chiên siêu to khổng lồ đúng không Vân? Không hả? Không hả? Ốc siêu to khổng lồ. Sai luôn ạ. Xúc xích siêu to khổng lồ. Cũng không phải luôn ạ. Ôi trời ơi, tôi nôn nao quá thế này mà cứ đoán này mệt lắm. Thôi bây giờ mình quyết định tự mở đi nha. Mọi người đếm đi, Vân sẽ mở nào. 1 2. Yeah. 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 Ô Hưng ơi. Dạ. Cái gì thế hả con? Con không muốn biết đâu. Biết sao không, cô không nhìn ra cái gì cả, khổ đây, quá. Cô cầm lại cô. Ôi trời ơi. Cô xem đi. Con ghê quá ha, con nữa coi như là cố tình con trôn cô này đúng không? Coi. Ôi trời ơi, có 5 cái hột mè. 5 hột mè với lại một tí cái gì bột nếp, cái này cái gì đấy con? Dạ, đây là bánh đa kế đặc sản quê hương của con ạ. Ôi bà ơi, thế mọi lần bà cứ siêu to khổng lồ, thế hôm nay bà đem cái tí này thì ai ăn ai đừng. Thì bây giờ bà làm siêu nhỏ nhỏ mà bà chả làm khổng lồ nữa. Thế sao thế hả bà? Thế bà định là định hướng tương lai là bà sẽ làm là siêu nhỏ đúng không? Thay vì siêu to bây giờ bà sẽ làm siêu nhỏ đúng không? Vâng. Rồi thế cũng chờ cái siêu nhỏ của bà nhá. Thế còn bây giờ cái mẹt này mình không thụ hưởng được cái gì, không ăn uống được. Không, không, không,
À, bà mời cháu Hồng Vân cứ thử thưởng thức, tuy nhỏ nhưng mà ý nghĩa lại biết đâu lại ý nghĩa lại siêu to khổng lồ. Cháu ăn đi. Đây, bánh đa kế là đặc sản quê hương nhà bà đấy. Bà ơi, cháu nói thật với bà nhá. Đây, cháu là siêu to khổng lồ thế này rồi mà bà cho cháu ăn cái siêu bé thế này thì thấm thía vào đâu. Thôi thế chúng ta cất đi đã nhá. Bây giờ tí xíu nữa là con làm sao mà con phải cho cô một cái bánh siêu to nhá. Chắc chắn đấy, chứ cô đã từng thấy cái bánh đấy rồi nhá. Chân thành chỉ ra ăn rồi nhá, nhá. Đây nhá Hưng ơi, hôm nay cô biết là cô sẽ được đón bà Tân với lại là Hưng. Thành ra đây, cô phải đi sắm sửa một cái áo chấm bi thế này đây để mà phù hợp đây. Nhưng mà bi của cô to hơn của mẹ. Của cô chắc chắn phải to hơn của mẹ rồi, cô gấp đôi mẹ đấy, con thấy không? Cô buồn, cô buồn cười quá, cô đứng ra coi như là cô bằng mẹ với lại con cộng lại ra cô đấy. Thế bà ơi, thế năm nay bà bao nhiêu tuổi rồi? Bà là sinh năm 67. Năm nay là 53 tuổi. Thế cô Vân, cháu Vân sinh năm bao nhiêu? Bà là sinh năm 67. Cháu Vân sinh năm bao nhiêu? Dạ báo cáo bà là cháu sinh năm 66. Cháu sinh năm 66. Tức là cháu lớn hơn bà một tuổi đấy. À thế à. Thế bây giờ thế thôi, thế chị em ta đổi cách xưng hô nhá. Vâng. Thế em phải gọi cô Vân bằng chị rồi. Là bà Tân phải gọi bà Vân là chị. Ừ đúng rồi. Thôi chị thế Vân, mình chị bắt Vân. Tay. Thế Hưng ơi, con với mẹ con là bay vào đây từ lúc nào? Vừa sáng nay xong ạ. Vừa sáng nay xong? Vâng. Thế mẹ đi máy bay mẹ có quen không? Mẹ đi máy bay thì mẹ ra làm sao? Mẹ kêu thích lắm, cứ bập bành. Thế em có thấy bị bút não không? Chứ không. Lần đầu tiên chị đi máy bay là chị tưởng chị vỡ tung cái óc ra đâu. Đúng rồi, em thấy bút tai. Bút tai lắm, lúc đấy em bảo chết rồi sao làm sao lại bị bệnh nhỉ? Bút. Sau em hỏi thì các cháu bảo là đấy là áp suất lén. Ôi dồi ôi, cái áo chấm bi huyền thoại. Thế bây giờ mình có mấy cái chấm bi rồi mình nói tôi nghe. Lúc đầu thì em có một cái, sau em mặc em cũng thấy nó hợp, sau em cũng may thêm. Đấy đúng không? Thế mấy cái rồi? Giờ em cũng có 3 cái. Thế à, 3 cái. Trước khi cái vụ mà cơn bão mà siêu to khổng lồ xuất hiện ở trên mạng á, thì cô đã từng xem những cái clip mà con trôn mẹ con. Thực sự mới đầu á, cô coi có ấn tượng lắm, cô rất là thích một cái clip mà con nói với mẹ con là bây giờ có đại gia nữ mà muốn cưới con á. Xong rồi là bây giờ mẹ tính thế nào ấy mà cái người đấy bằng tuổi mẹ đấy. Người yêu con nó hơn mẹ một tuổi cơ. Sao lại hơn mẹ một tuổi? Thế con trêu mẹ là thế nào này? Con nói thật à? Bà Tân ngồi cứ, ô thế sao thế con? Thế con làm thế hàng xóm láng giềng người ta chửi mẹ thì chết con à, ô. Ôi giời. Sao lại thế? Mà cứ sao lại thế mà rất là chân phương, rất là thật thà. Thì cái lúc đó là trong đầu con á, là con đã nghĩ ra cái chuyện là con làm cái kênh YouTube cho mẹ chưa? Thế các bạn ủng hộ nhiều thì em bắt đầu xây dựng kênh YouTube cho mẹ. Trước mà lúc em làm YouTube thì lúc đấy mẹ cũng hay đi phụ hồ ấy, cấy thuê với lại các thứ. Em xây dựng cho mẹ kênh thì để mẹ làm được. Ừ, cho mẹ vui đúng không? Vất vả. Thế mẹ vất vả quá đó, mẹ cực quá gì. Ừ. Thế còn cái câu mà siêu to khổng lồ là ý từ ai? Thực ra thì làm bình thường thì cũng nhiều người làm rồi. Thì mình muốn làm khổng lồ để cho nó có một cái gì đặc biệt đúng không? Với lại lúc đấy là em làm cái series mà series đừng bao giờ coi người thường người khác, lúc đấy nó cũng đông người làm cho Hưng ấy, thế thì cũng nấu ăn luôn. Các bạn quay về các bạn ăn của mẹ. Lúc đấy con đóng chủ tịch đấy. Tân có cảm thấy là mình thích làm cái đó không? Con lại bảo là khoe, bảo là con làm vlog này, con làm như này con cũng kiếm được tiền. Thế là em cũng bảo có chuyện lạ, đi học bao nhiêu công lao rồi con cứ nói đấy, em cũng không tin mà. Thì xong rồi đến lúc con đóng chủ tịch đấy, xong lại em cũng đóng vào nữa, em đi chợ bán gà rồi, em tham gia vào đấy. Nha. Ra đây làm gì? Chưa, mẹ không đi về đi. Về đã bán được đâu, mới bán, bà bán nốt mới mẹ mới về. Thế thôi mẹ đi về đi, mẹ đi về đi, để con ở đây con bán cho.
Nhưng mà ở đây phải bán nốt cho mẹ nhá, không rồi về thả bẩn lắm. Rồi. Thì mẹ về ăn cơm cho tí mẹ ra nhá. Rồi. Mẹ ra ngay. Thế sau đến lúc lại bảo là thấy cũng nhiều cháu trêu, sau rồi lại bảo mẹ là tham gia vào mấy lần lấy vợ già đấy. Thì hôm đấy cũng em cũng tưởng là thật cơ. Thế là em làm thì em cũng ngại mà em cũng ngượng, em bảo nghe nó cũng xấu hổ. Là em nghĩ là mình xấu nữa. Sao nó cũng ngượng. Ngượng á hả? Ồ, thế nhưng mà bây giờ cái clip đầu tiên mà khi mà mọi người khen ngợi, mọi người thích như vậy á, thì cái cảm xúc của Tân sao? Thì em cũng thấy là cũng hạnh phúc là được nhiều các cháu niềm vui nữa. Ra đường nhiều cháu trêu lắm, cùng anh chị em cô bác trêu mà. Trêu sao? Trêu cứ bảo khiếp mày bây giờ lại lên truyền hình nọ kia đấy, cứ trêu thế là em cũng thấy vui. Trêu mà vui á? Ô lạ nhỉ, trêu là phải ngượng hay là buồn chứ lại vui. Cũng thấy vui. Hưng nó quay á, nó có hành hạ em nhiều không? Cái gì cũng siêu to khổng lồ như vậy có mệt không? Thì em cảm thấy là cứ bảo là vất vả nhưng em thấy vẫn nhàn, vẫn làm được. Đi phu hồ còn xe gạch này còn đáp gạch lên dao chứ còn khướt lắm. Thế à? Vâng. Thế mình có thời gian đi phụ hồ rồi, các người bé tí thế này đi phụ hồ thì phụ làm sao? Không, mà em đi suốt ấy. Đi đến năm bao nhiêu mới ngưng? Chính như cái lúc mà màn chôn mà con nó trêu đấy, con nó bảo là con bảo là lấy vợ già, lúc đấy em vẫn đi phụ hồ. Từ tháng 5 em mới lỗi vlog của từ tháng 5. Mình vẫn phụ hồ là trong năm nay mình trong vẫn năm mà vẫn vừa mới ngưng đây thôi. Đúng rồi, vẫn trong năm nay. Ô thế cái tuổi này rồi thì thế mình bưng được bao nhiêu viên gạch mà mình phụ cho người ta? Các cháu khác cứ xe đầy xe rùa gạch, em cũng xe. Thế à, thế một ngày công thì mình được bao nhiêu? Cứ 250 là ăn cơm rồi. Người ta bao cơm cho mình 250 để lo cho thằng Hưng nó đi học đúng không? Hưng học mấy năm vậy con? Học 4 năm. Thế nhà mình có mấy anh em nhỉ? Em có hai cháu, Hưng với lại Hậu. Thế Hậu bao nhiêu tuổi rồi? Hậu cháu sinh năm 94. Ôi thế thì này nhá, mình nhỏ tuổi hơn tôi nhưng mà mình lại hư sớm hơn tôi. Cho nên là thằng Hưng là 92, đứa con đầu của tôi là 94, là bằng thằng Hậu. Đấy. Chị Vân ngoài năm là đi học, em không đi học. Ở nhà quê em học ít thôi, học thấp thôi em. Vâng. Thế mình lấy chồng năm mình bao nhiêu tuổi? 25 tuổi sao? 25 tuổi vâng. À? Nhưng mà ở dưới quê mà 25 là lập gia đình là đã trễ rồi đúng không? Em cũng xấu gái lại thấp bé yếu á, mãi sao mới xây dựng gia đình được. Thế à? Vâng. Thế rồi còn chồng thì là cùng quê hay là ở làng khác tới? Chồng em cũng cùng làng. Thế hai người gặp nhau thế nào? Em quên hết. Sao quên mà? Làm sao mà quên được? Ở cái giếng đầu làng hay là cùng đi canh tác ruộng? Hay là cùng tát gầu sòng? Cùng tát gầu sòng thôi, cùng làm ruộng chị ạ. Ừ, thế chồng đẹp trai không? Hưng đẹp trai quá. Cũng đẹp trai, cũng đẹp. Đẹp trai đúng không? Đấy tôi nhìn thằng Hưng tôi suy ra chồng của mình đấy. Mẹ toàn bảo là ngày xưa bố còn đẹp trai hơn mày. Chồng em xinh trai mà. Đấy. Chồng bà Tân rất xinh trai, đấy là lời thú nhận từ miệng bà Tân là chồng bà Tân rất xinh trai. Chồng xinh trai. Mọi người có thể nhìn từ bé Hưng mà suy ra chồng của bà Tân. Đâu thế kể xem thì gặp như nào. Mà em chỉ nhớ nhất là ngoại năm em đi xuống dưới thành phố em mua muối ấy, cái bác đại lý bán muối bảo mày có lấy được chồng không? Mày có lấy được chồng không? Thế em bảo có chứ. Bảo thế mày có con không? Con có ra gì không? Em bảo có, đủ đầu đủ đuôi. Đủ đầu đủ đuôi. Thế sao lại lạc đề thế? Tôi có hỏi cái điều mà người ta nói về chồng của mình đâu. Tôi đang hỏi là thế mình với chồng mình gặp nhau như thế nào? Sao lại cứ vậy xấu hổ thế nhỉ? Ô hay, chồng mình cơ mà. Ai ngỏ lời trước? Ai? Chị Vân hoài. Ô hay, thế ai cười ai trước? Kể cho nó nghe đi. Chị Vân, cho nó... chị Vân hỏi thế, gọi em xấu hổ chứ. Có gì đâu mà xấu hổ gì. Ô hay, sao mình tư tưởng mình phong kiến thế? Hỏi mẹ vớ vẩn. Sao lại thế? Ô... bây giờ cái chuyện tình yêu là mình phải dạy cho con mình, mình cho nó biết như thế để ví dụ như những cái nào mà cái gì hay thì con nó sẽ học tập. Cái gì mà ví dụ như mình gặp những cái va vấp gì thì mình nói cho con nó biết, nó tránh né. Thế bây giờ chồng mình đâu rồi? Chồng em cũng mất rồi.
đình thôi đúng không? Nuôi hai đứa con. Mọi người thấy là những cái gì mọi người đang biết về bà Tân Vlog bây giờ toàn là niềm vui thôi. Những cái vlog mà bà Tân đem đến cho mọi người á, là lúc nào cũng rộn rã tiếng cười nè. Nhưng mà thực sự á, thì để mà một cái người phụ nữ bé nhỏ như thế này á, mà phải bươn chải để mà nuôi được hai người con trai, Vân nghĩ là không có đơn giản tí nào. À, chương trình cho Vân một cái từ khóa, đàn ông. Ví dụ như bây giờ bản thân Tân đi, Tân giống như một người đàn ông trong gia đình, đúng không? Gánh vác hết. Vâng, nếu có người đàn ông ở bên cạnh thì đúng là gánh vác đỡ cho mà cũng vững hơn nhiều. Chứ là lúc đó hai vợ chồng khi mà sanh được cháu thì là lúc đó mình đã có nhà riêng ở chưa? Cha mẹ có làm cho ba gian nhà. Ba gian nhà có nghĩa là ngoại lâm là cứ xây bằng sỏi, sau có cho vôi vào đấy, sau xây. Xây xong rồi đến về sau, mãi sau rồi em có chát vào. Chát vào là chát cái gì vào? Chát bằng vữa vôi. Thế bây giờ cứ động mà có đóng cái đinh vào treo gì nó cứ bỏ bục ra. Cái nhà đấy em quay vlog nó vẫn có đấy. Thế đi làm gì để có tiền nuôi hơn? Làm ruộng, mới lại xin thêm ruộng của những cái anh chị em cô bác, hoặc là làng bên nó có khoán ấy, ngoại lâm nó cứ người ta cứ khoán ấy. Độ mấy trăm nghìn một sào đấy là em lại bỏ tiền đó là làm, mới rồng lạc rồng giếc, sau mới nuôi gà nuôi lợn ấy, sau bán cứ thế thôi. Nói chung là cũng sau đến lúc Hưng đi học này thì lại cứ đi phô hồ, thậm chí đến mùa cấy lại còn tranh thủ tối đôi xoay đèn đi cấy, sau sáng vào về đi phụ bữa. Con cứ điện về cứ hiện chữ Hưng con là đã bảo là lấy tiền học phí mà. Nói chung là em cũng ấy. Mẹ ơi, con lớn lên giữa một vòng tay, nhưng yêu thương con chưa thiếu một ngày. Lúc vui buồn của một phút con trai. Học phí lúc ấy nặng không? Nặng. Hưng đi học nặng không? Mà lúc đó một mình Tân làm thôi hả? Vâng. Thế còn anh đâu? Chồng em thì kiểu cũng uống rượu nhiều. Có đi làm thì độc bỏ dở thôi. Bao nhiêu năm cũng cố gắng, cũng cứ động viên nhưng không nghe. Sau đến lúc thế là ung thư thực quản ấy, thì bác sĩ bảo là do dùng rượu bia chất kích thích nhiều mới ung thư thực quản. Thế nghiện lắm, mỗi ngày một lít ấy. Em bây giờ em cứ nhìn thấy những cái cháu nó trẻ tuổi nó uống rượu là em xót ruột lắm. Ở những lúc đó là vợ chồng có cãi nhau không? Có những lúc mà không uống rượu thì gia đình im ả ngay, nhưng mà uống rượu rồi kiểu thì em cũng hiểu, mà em cũng lựa ác lắm, em bảo là thôi rượu nhiều kiểu như chèn dây thần kinh ý. Vâng, nên là ấy lắm, gia đình hạnh phúc chắc là nó cũng ít chị Vân ạ, nó cũng không được nhiều. Đó, thì mẹ như một người đàn ông trong gia đình. Ví dụ như bây giờ mà mẹ có người thương mẹ thì Hưng nghĩ sao? Bây giờ con cái lớn rồi, Hưng lớn rồi, em Hưng cũng lớn rồi, thì có những lúc chỉ có một mình thôi. Tự nhiên mình suy nghĩ á, mình buồn lắm, mình bị cô đơn á. Tức là mình không nói ra đâu, mình chả bao giờ mình nói cái điều đó ra. Nhưng mà đôi khi trong cái suy nghĩ của mình á, mình vẫn ước là tại sao mình không được quyền như những người phụ nữ khác, là mình được có một cái người để mình nương tựa. Còn thì em thì cũng thất vọng, thì em cũng biết là em thiệt, số của em mà, em nghĩ là số của em. Số của em sao? Số của em thì em cũng không được bằng người. Thì chị Vân bảo gãy đòn gánh như em, gãy đòn gánh như chị bảo. Còn lấy đâu ra mà ấy nữa, thôi thì số phận. Ông trời xếp cho ai được đến đâu thì được. Anh chị em cô bác bây giờ cả ra cứ có đôi có lứa thì cũng hơn. Đúng không? Em thật sự em không muốn như vậy, hay là vì con mà em phải đè nén cái cảm xúc của mình lại? Thì em cũng nghĩ là vì con, chị Vân ạ, vì con thì thôi. Quãng đời của em còn lại cũng chả là bao nhiêu lâu nữa, thôi em cũng cố gắng. Cô thua tuổi tôi mà cô nói cái gì mà quãng đời cô còn bao lâu, cô bi quan thế. Sao lại bi quan thế? Thực ra con người mình sinh ra trên đời này á, mình cam chịu ở một mức độ nào đó, chứ mình không thể nào cái chữ đó nó đeo bám mình suốt được. Mình phải thay đổi số phận của mình. Thực ra cuộc đời của Tân á, là đã có cái sự thay đổi đó rồi bởi người Hưng.
khi mà Hưng nó làm ra cái kênh đó, thứ nhất là Tân cảm thấy vui đã, đúng không? Thấy cuộc đời nó bớt cô quạnh khi mà chồng mất đi rồi, đúng không nè? Con nó không cho mình làm những cái việc nặng nhọc nữa, và nó tạo cho mình một cái niềm vui như vậy. Còn bây giờ bản thân mình đừng bao giờ mình bi quan, mình nghĩ thôi em cuối đời rồi hả em, còn cuộc đời ngắn, không bao giờ được suy nghĩ như vậy. Chỉ cần một cái người bầu bạn chịu lắng nghe mình, sẽ chia với mình để cho mình bớt đơn độc, đúng không nè? Thì cái điều đó là cái điều hoàn toàn phụ nữ của mình được quyền tận hưởng điều đó. Không có cái gì phải xấu hổ hết trơn á. Mình phải đạp trên dư luận để mình sống. Mình khổ quá rồi, mẹ con quá khổ rồi. Khổ từ lúc nhỏ cho tới 50 tuổi, cho đến bây giờ 50 mấy tuổi vẫn khổ, đúng không? Mới sướng đây. Rồi một từ khóa nữa muốn hỏi nè. Có ấn tượng gì với cái chữ là cái nốt vàng? Thì là nốt vàng YouTube. Thực ra là như vậy, cái nốt vàng này nó là một cái cột mốc, một cái cột mốc trong cuộc đời mình mà nó đánh dấu một cái bước mà gọi là vàng son trong cuộc đời của mình á. Thì như vậy là cái nốt vàng này nó đánh dấu một cái chặng đường, trong đó cái nút vàng YouTube xuất hiện trong cuộc đời của bà Tân Vlog, đúng không? Đây là một cái, tức là một cái người phụ nữ này có một cái kênh mà gọi là được nút vàng nhanh nhất, kỷ lục nhất, đúng không? 17 ngày. Đấy, kinh hoàng tới lúc mà cháu làm gần 2 năm mới được. Con 2 năm mới được, cái cô bây giờ bao nhiêu năm rồi cô vẫn chưa được đây. Chị Vân chưa được à? Chị Vân chưa được à? Chưa. Tôi mới chỉ có bạc thôi. Tôi không được như cô đâu. Thế cái lúc mà mình nhận cái nút vàng đó thì mình có biết nút vàng là cái gì không? Thì lúc trước thì em cứ xem ở trong đá bóng, em cứ bảo mấy cái cháu khiếp được nút vàng thế, và thì được vàng tiêu thôi, nhưng không được. Nó chỉ là cái huân chương thôi. Mạ vàng. Chứ không phải là một khối vàng, đúng không? Tôi tưởng, ôi một khối vàng nó đem về cho mình thôi, mình chả cần làm YouTube nữa. Cứ lẻ ra bán bấm dần dần. Đi tiêu. Bấm đi tiêu. Nói chung á là cái cuộc đời của con người ta đó, nó có lúc thăng lúc trầm. Đúng không? Có lúc đau khổ, có lúc hạnh phúc. Thì cái lúc hạnh phúc nhất của Tân là lúc nào? Là bây giờ chị Vân ạ. Bây giờ vâng. Hạnh phúc về điều gì? Hạnh phúc là YouTuber này, thì các cháu ủng hộ đông thì được nhiều niềm vui, rồi thì lại các anh chị em cô bác ở trong làng cũng phấn khởi. Có bác ở gần đi làm về bảo cô Tân ơi, khiếp tao đi bờ tao nghĩ về cô tao tí ngã, kiểu cũng xúc động. Vâng. Đi bờ mà nghĩ về cô tí ngã. Tại sao? Kiểu không ngờ đâu là cô lại lối lên như thế, kiểu lối đấy. Thế các cậu ở bên làng bên ấy bảo mấy đệ tinh anh chị gái bảo cái thân nó lối đồng rồi đấy. Mỗi người lối một kiểu. Thế bây giờ cô hỏi con nè Hưng, còn một cái từ khóa nữa là bia miệng ở đây là nó mang ý nghĩa giống như là miệng đời cũng có cái sự thăng trầm, cái sự dèm pha, cái sự nói ra nói vào. Thì khi nghe cái chữ bia miệng á, thì là cô Tân cô nghĩ đến điều gì? Cô có buồn không khi nghe cái câu đó? Thôi thì em thì cũng nghe các cháu bảo là thôi cô làm YouTuber nó nổi tiếng thì cũng nhiều nó cũng nhiều chuyện. Các cháu cô chị Vân ạ. Có các cháu nó cứ trêu nó bảo thím từ ngày nổi tiếng là khinh người thế. Thế em cũng nghĩ là cứ các cháu nào cứ báo như nào thì báo, em cũng chẳng biết làm gì được. Vâng, em cũng thế thôi. Vâng. Có những lúc có những cái câu chữ, có những cái status nó không có được hay lắm á, thì lúc đó khi mà Hưng đọc á, Hưng có sợ mẹ biết không? Em hầu như là không cho mẹ biết. Thì em cũng làm YouTube, em cũng hiểu được làm cái này phải có người không thích và người thích. Status thì nó không hay thì em hầu như em không cho mẹ biết. Nhưng mà cái cảm xúc của em khi mà người ta nói những cái điều mà nó không được hay về mẹ mình, cái cơn của em có cảm thấy là những lúc em phát điên lên vì cái điều đó không? Có, buồn. Vậy em về nhà em ra đồng rổ mạ, các cháu cứ bảo ôi cô ngon thế, cô được gặp Trấn Thành với lại Trường Giang. Lần này về là các cháu lại bảo là được gặp chị Hồng Vân.
Có lúc nào mà em nghĩ là trời ơi, bây giờ nói nhiều quá, mệt quá, bỏ cuộc luôn, không làm YouTube nữa, không đi, không có có xuất hiện ở cái chương trình nào này cái nọ, có bây giờ suy nghĩ điều tiêu cực đó không? Em mà cứ nghĩ thế, nhưng lên em bảo con, bảo con xem ở đâu có ai mượn mẹ đi đóng phim thì cho mẹ đi nữa, mẹ cứ đi. Chị Vân mà có diễn, có làm phim ở đâu cho em đi mấy. Ok, ok. Hương ơi, bây giờ trong chương trình này nó là một cái chương trình hết sức là thực tế. Nó là một cái chương trình mà ngợi ca về những bà mẹ. Và coi như là để mọi người hiểu được mẹ là tuyệt vời như thế nào. Cô nghĩ là ở nhà chắc cũng ít khi nào mà hai mẹ con mà ngồi mà tâm sự với nhau đâu, đúng không? Cái câu mà tình cảm nhất mà Hưng dành cho mẹ từ đó giờ là câu gì? Chúc mừng sinh nhật mẹ. Thế thôi, thế thôi. Còn bình thường là chưa bao giờ ngồi mà tâm sự một cái điều gì đó nó thuộc cái là tình cảm sâu lắng hơn với mẹ, đúng không? Nhau lại mỗi lần lấy tâm sự đòi lấy vợ hơn mẹ một tuổi thôi. mỗi một lần đó thôi. Thế còn Tân có bao giờ ngồi mà muốn, Tân có bao giờ muốn ngồi tâm sự với con trai, ví dụ như là hỏi Hưng ơi, thế con đã có người yêu chưa? Thế con có thương mẹ không? Những lúc mẹ đau ốm đó, con có thấy xót xa không? Có bao giờ mà Tân hỏi con điều đó chưa? Có, em có hỏi. Em có hỏi cháu. Thế à? Hỏi cách đây mấy năm rồi? Hay là mới hỏi đây? Hay như thế mới, nào? Mới gần thôi. Thế à? Thế lần đó như thế nào mà hỏi? Vừa rồi cháu cũng tìm được người yêu rồi. Nhưng mà về lại nói là nói chuyện rồi, nhưng sau con lại bảo là không được mẹ ạ. Vâng, lại bảo con chưa. Thế à? Thế có bao giờ này, thế tôi hỏi thật mình nhé, có bao giờ mình ôm con trai mà mình hôn nó không? Hôn vào má nó ấy, có không? Có chứ. Có à? Những lúc như nào? Thế cách đây bao nhiêu năm rồi? Hôn từ lúc nó 4 tuổi à? Hay là sao? Lúc bé. Lúc bé à? Thế đến năm con bao nhiêu tuổi thì mẹ hết hôn con? Từ khi con lớn rồi. Chị Vân hỏi em buồn cười á. Thằng con trai của tôi nhá, là năm nay nó 21, 22 tuổi rồi. Cứ về gặp nó là phải ôm nó, hôn vào má nó. Và nó cũng hôn vào má mẹ. Mà con tôi đến 1m82 cơ đấy cô ạ. Rồi tôi đứng tôi cứ ngửa mặt lên này, tôi vói lên rồi tôi hôn má nó. Từ đứa lớn cho tới đứa nhỏ nhá. Lúc nào cũng thế. Nó có điều gì cái là mẹ ơi mẹ hỡi đầu tiên. Thậm chí là mẹ ơi hôm nay sao con nổi cái mụn to quá, cũng mẹ ơi mẹ hỡi. Thế thì có bao giờ mà cô hỏi điều đấy với con cô chưa? Thế thì chắc là em ít hơn chị Vân. Thế cô ngại cái gì? Thằng con trai xinh xắn thế này, mặt mũi thiện cảm thế này mà tại sao cô lại không hỏi nó? Vì em sống phong cách nhà quê. Có nhà quê, thành thị, nông thôn, nước ngoài, nước trong thì mình vẫn là mẹ, mình sanh nó ra mà. Ô hay, mình ẵm, mình bồng nó từ lúc mà từ trong bụng mình khi ra cuộc đời. Nó bú, nó mớm mình mà, ô hay, sao lại ngại nhỉ? Thế thì bây giờ này nhá, hôm nay cô thấy vậy nè Hưng. Hôm nay gặp được cô Tân thì mới biết được. Thực ra là cô Tân là một người rất là nhát và che giấu cảm xúc. Thực sự là cô Tân che giấu cảm xúc của mình. Cho nên ngày hôm nay á, cô nghĩ là con á, vai trò con là con cả. Con phải bù đắp cho mẹ rất là nhiều về mọi thứ. Vật chất thì bây giờ cô chắc chắn là mẹ sẽ không thiếu cái gì rồi. Con sẽ bù đắp cái điều đó rồi. Nhưng cái đó cô nghĩ không quan trọng bằng tinh thần. Bởi vì á, con biết không, cái người phụ nữ, nhất là những người lớn tuổi như cái lứa của tụi cô á, rất cần cái sự quan tâm, sự chăm sóc, sự yêu chiều của những người thân xung quanh. Con phải làm một cái gì đó nó tương tự như vậy. Ví dụ những câu hỏi thăm mẹ. Mẹ ơi hôm nay mẹ có mệt không? Mẹ thấy trong người như thế nào? Mẹ thích cái gì không? Con mua cho mẹ. Cô nói ví dụ vậy. Còn bây giờ ngay lúc này, con có điều gì con muốn nói với mẹ không? Khi mà con hiểu được rằng để nuôi được con trưởng thành cho đến ngày hôm nay á, mẹ cực khổ như thế nào? Một người phụ nữ có 30 mấy kg mà làm phụ hồ, làm đồng, làm ruộng, làm tất cả mọi thứ để nuôi tụi con khôn lớn như thế này. Con nói với mẹ những cái tình cảm, những cái suy nghĩ của con ngay bây giờ. Con muốn nói với mẹ, nói chung là mẹ cũng vất vả bao nhiêu năm rồi. Thì con cũng chỉ mong con chúc mẹ luôn luôn mạnh khỏe. Và con sẽ luôn ở bên mẹ, làm cho mẹ vui. Và đưa mẹ đi chơi khắp mọi nơi.
Mẹ nói gì với con đi, nghe con nói như thế mát ruột không? Vâng. Nhắn dụ nói gì với con đi, mong con, mong mỏi con muốn, muốn ở con điều gì thì nói đi. Thì thôi thì mẹ cũng mong con này ngoan ngoãn này, chịu thương chịu khó này, không xa vào tị lạn thì mẹ mừng. Thì mẹ cũng biết con là con cũng thương mẹ. Thì em nói chung là em bây giờ thì cũng được con cũng quan tâm. Thì em cứ nghe bài hát là khổ trước sướng sau ấy, thì em nghĩ là em thấy cũng hợp đúng không? Bây giờ là đang sướng rồi đúng không? Giờ là đang sướng đấy. Thế bây giờ tự dưng bây giờ con trai mình mà nó ôm mình, nó hôn vào má mình cái thì mình thấy thế nào? Thì cũng vui sao cô? Đấy, vui đấy, đấy. Nói ít hiểu nhiều. Ôm mẹ cái. Đấy, ôm mẹ cái, hôn vào má mẹ cái xem nào. Hôn vào má mẹ xem nào. Ồ. Ồ hay. Anh từ đâu anh ra, anh có biết không mà anh xấu hổ cái gì? Thế mẹ đã hôn con bao giờ, từ lúc mà mấy tuổi rồi, bây giờ thế mẹ nó không hôn mình hôn nó. Cô cứ làm cho tôi, tập cho nó thói quen đấy đi. Đấy, rồi, đó, đó. Đấy, nào thơm má nào, đấy. Đấy, thế có phải, ôi trời ơi. Bây giờ là đang sướng rồi, đang tận hưởng cái điều sung sướng đấy rồi, khổ trước sướng sau rồi. Mọi người thấy á, coi như là cô Tân ở đây khác hẳn với cô Tân mà siêu to khổng lồ, một người phụ nữ nè. Trời ơi, rất là ngại chia sẻ nè, rất là hay xấu hổ nè. Eo ơi, nói chuyện với tôi mà lại cứ nhìn xuống đất thế này. Rồi là ôm con mình, hôn con mình mà cũng ngại là thế nào? À, hôm nay thì chúng ta được gặp bà Tân Vlog và hiểu được cuộc đời của bà Tân. Để được như ngày hôm nay, bà Tân đã trải qua những cái thăng trầm như thế nào? Một người phụ nữ chỉ có 1m1 và 32kg. Bà đã làm một cái việc quá lớn trong cuộc đời của bà, đó là trụ cột gia đình, nuôi được hai người con trai thành đạt như thế này. Đó mới là một cái việc siêu to khổng lồ nhất trong cuộc đời của bà Tân. Và ngày hôm nay chương trình Mẹ Tuyệt Vời Nhất rất là cảm ơn bà Tân cũng như con trai của bà Tân là bạn Hưng đây đã đến tham gia với chương trình. Để mọi người hiểu hơn là đằng sau những cái vui vẻ, những cái mà gọi là phấn khởi, hồ hởi, phấn khích ở trên cái kênh YouTube của bà Tân, thì phía sau đó bà Tân phải vươn lên, phải cái nghị lực như thế nào để có được cái cuộc sống như bây giờ. Bây giờ thì chúng ta tạm thời chia tay nhau. Chúng ta sẽ gặp lại nhau vào tối thứ Sáu hàng tuần lúc 19h50 trên kênh VTV9 với chương trình Mẹ Tuyệt Vời Nhất. Chương trình Mẹ Tuyệt Vời Nhất được sản xuất bởi VTV9, Đài Truyền hình Việt Nam phối hợp cùng công ty cổ phần M&T Picture. Xin chào và hẹn gặp lại. Đây là một người mẹ trẻ trung nè, giỏi giang nè, hài hước nè và rất nổi tiếng. Vân xin giới thiệu gia đình của nghệ sĩ Lâm Vĩ Dạ. Con tên gì nè? Dạ Khôi Vĩ. Khôi Vĩ. Dạ. Khôi Vĩ, ủa tên Khôi Vĩ hả con? Dạ. Là họ gì? Là họ gì? Dạ họ. Bỏ hứa con. Cô nói tự nhiên con cái con là hết hồn. Con cũng hết hồn. Con này là con ruột của chồng con đó, con ruột của chồng con đó. Khôi Vĩ luôn á. Ôi. Liệu cuộc sống khi mẹ làm danh hài có ngập tràn tiếng cười? Đến lúc nào thì cuộc sống nó mới cảm thấy là nó thoải mái ra được? Dạ khoảng 2 năm đổ lại đây. 2 năm đổ lại đây. Dạ. Có nghĩa là con phải trải qua một cái thời gian rất là lâu đúng không? Vì dạ, ngành nghề của mình thì cô biết có những lúc thời điểm thì rất nhiều tiền, nhưng mà cũng có những thời điểm là thực sự là rất là kẹt luôn đúng không? Dạ đúng. Thì có nhiều khi hả là không có tiền trong người luôn. Ở cứ mỗi lần mà đi làm mà gom đủ tiền mua sữa cho con là thấy ô nhẹ người. Một hành trình sống yêu cho con và vì con. Dạ là con là động lực lớn nhất để cho con có ngày hôm nay. Đã không sinh thì thôi, nếu như sinh thì phải làm mọi cách để con mình có cuộc sống tốt nhất có thể. Cảm nhận tình yêu thương từ hai chữ gia đình. Ở trong nhà con á, là con thương ai nhất? Dạ con thương tất cả mọi người. Có thiên vị ai hơn xíu không? Dạ ai con cũng 100%. 200% hả? Trời ơi con bao la quá vậy.
Con ước mong con làm nghề gì mà? Dạ, con ước mong con được làm nghề gì mà có thể lo được cho mẹ con. Đón xem Mẹ Tuyệt Vời Nhất phát sóng vào lúc 19:50 thứ 6 ngày 3 tháng 1 năm 2020 trên kênh VTV9.